Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Xin cùng đọc. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thép. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Chúng ta thấy trong bài tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thái độ cần thiết phải có. Đầu tiên là Ngài thấy là người đời đó thì lo lắng hoang mang, rồi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Trong khi đó thì Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài, thay vì lo lắng hoang mang thì là hãy đứng thẳng, thay vì sợ đến hồn siêu phách lạc thì hãy ngẩng đầu cao lên. Hai cái thái độ ngược hẳn: thái độ của người đời không có lòng tin, và thái độ của các môn đệ Chúa Giêsu là những người có lòng tin. Khi mà người ta lo lắng hoang mang thì người ta sợ sệt và cúi gầm mặt xuống, quỵ ngã, không thể đứng thẳng được. Người ta có lom khom mà hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người ta, tại sao người ta lại lo như vậy? Là bởi vì người ta thấy là có nguy cơ sẽ mất tất cả, mất những cái mà họ đã ki cóp, cố gắng, vun đắp, tích lũy cả đời. Đó là danh vọng, là địa vị, là của cải vật chất. Cái đó nó là một cái bản chất tự nhiên của con người. Con người ta cố gắng làm việc, lúc đầu là làm việc rất là lương thiện, bằng sức lực của mình, bằng khả năng của mình để mà đạt được lợi nhuận, thu được của cải, rồi tạo được địa vị, có được danh vọng ở trong xã hội. Thật ra cái đó nó không xấu, nhưng mà lần lần nó sẽ lôi cuốn con người ta bằng cái sự tham lam. Có một là lại muốn có hai, có ba, có mười. Người ta đã được cái danh vọng này thì lại còn muốn cao hơn, không muốn mình thua sút ai. Nên con người ta cứ ngói, vói lên, vươn lên nữa để mà đạt được càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cái của cải, địa vị và danh vọng đó người ta tích lũy cả đời. Người ta nghĩ là sẽ bền vững mãi, rồi để lại cho con cháu được thừa hưởng. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu cảnh báo sẽ đến một cái ngày mà đảo lộn hết tất cả. Những ngày mà những cái sự kiện nó xảy ra trên trời dưới đất làm cho con người ta
lo lắng quá, có thể trong phút chốc sẽ mất hết, sụp đổ hết, có thể mất trắng, không còn gì. Tất cả những cái đấy nó níu kéo, nó vương vấn, nó làm cho người ta bị như là đè nặng xuống, quỵ xuống, rồi ngã gục, không thể đứng thẳng lên. Trong khi đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ là trong những ngày như thế đó, anh em phải đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên nó diễn tả được một cái là mình buông, mình không có bị vướng bận bởi tất cả những cái thứ nó chì kéo mình, nó làm mình nặng nề. Con người đứng thẳng là con người không bị lệ thuộc, không bị nô lệ vào cái gì và nô lệ vào ai. Tất cả những cái mà mình cố gắng mình vun đắp bằng sự lương thiện đi nữa, nó là tốt đẹp đi nữa, thì nó cũng không phải là cái gì bền vững, không phải là gì vĩnh cửu. Nên đến một cái thời điểm mà con người ta thấy tất cả những cái đó nó sẽ qua đi hết, nó chỉ là tạm bợ, thì con người ta không tiếc nuối, không bị vướng bận, người ta đứng thẳng lên được. Chúa Giêsu nói anh em hãy đứng thẳng là như thế, không để cho tất cả những cái kia nó kéo mình sát xuống mặt đất. Cái thứ hai ở trong đoạn tin mừng có nói là khi chứng kiến thấy những cái sự kiện nó xảy ra ghê gớm như vậy thì người ta sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Một cách nói của người Á Đông là hồn siêu phách lạc, nó có một cái gì đó nó hoang mang, nó sợ hãi đến cái mức mà đánh mất chính mình. Ấy là bởi vì người ta không biết dựa vào ai, không biết tin ai, nhìn thấy chung quanh ai cũng có thể cướp của mình. Mình không còn tin ai và dựa vào ai được nữa. Rồi trong cái khoảnh khắc đó, cái lương tâm nó cho họ thấy cái hậu quả của những việc họ đã làm mà trong cuộc đời, cái nếp sống của họ trước đây. Có khi nó là ích kỷ, có khi nó là gian dối, có khi nó là vô cảm, nó là độc ác, vô tín, vô thần. Mấy lâu nay mải mê chạy theo vật chất, duy vật, chạy theo thú vui đam mê, bây giờ bỗng nhiên tất cả những cái đó nó không còn nữa, thì con người ta ngơ ngác, không biết bám víu vào đâu. Bởi vì nếu như người ta có lòng tin vào một đấng nào đó thì người ta đã không hồn siêu phách lạc. Bởi vậy Chúa Giêsu nói là họ sợ đến nỗi mà họ cúi gằm mặt xuống, họ bám chặt vào mặt đất chứ không có ngước đầu lên, cao lên để mà đi tìm Thiên Chúa. Trong khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ là hồi nãy thì nói là hãy đứng thẳng lên, bây giờ Ngài bảo là hãy ngẩng cao đầu. Ngẩng cao đầu có nghĩa là mình không còn bị cái kéo xuống những cái tầm thường, những cái ti tiện, những cái nhỏ nhoi, những cái vô thần, những cái vô cảm nó đầy rẫy chung quanh chúng ta. Bây giờ chỉ còn ngước lên cao, ngẩng đầu thật cao lên để mà chờ đợi Thiên Chúa, để mà ngước lên nhìn Thiên Chúa. Nên anh chị em thấy bài tin mừng nó nhịp nhàng lắm. Hồi nãy thì Chúa Giêsu nói là chúng ta cầm tờ giấy lên sẽ thấy này, cái đoạn đầu: dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang, người ta sợ đến hồn siêu phách lạc và chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Trong khi đó Chúa Giêsu lại nói anh em thì hãy đứng thẳng mà ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Những con người kia thì sắp đánh mất hết, có khi mất luôn mạng sống của mình. Còn bây giờ những con người mà lúc bình thường gắn bó với Chúa, sẵn sàng hy sinh tất cả, thì bây giờ đứng thẳng ngẩng đầu và vì họ sắp được cứu chuộc. Chúa Giêsu lại đưa ra cách thức để chúng ta chuẩn bị. Hồi nãy là lời cảnh báo, còn bây giờ là Ngài hướng dẫn để làm thế nào mà đứng thẳng, làm thế nào mà ngẩng cao đầu. Chúng ta sẽ thấy là anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Nếu mà lòng mình mà lo lắng sự đời quá đó, thì còn chỗ đâu mà cho Chúa, còn chỗ đâu để mà nghe được tiếng của Chúa giữa những ồn ào náo động của một cái xã hội, của một cái thế giới
nó đang bon chen, nó đang tranh giành. Nếu mà mình lúc nào cũng chỉ mải mê ăn uống nhậu nhẹt, bây giờ chúng ta thấy cái tệ nạn nó kinh khủng. Chúng tôi đi một đoạn đường mà bờ kè đó, dọc kênh Nhiêu Lộc, từ đầu đằng kia từ đường Út Tịch mà đi về tới đường Kỳ Đồng, chưa nói là đi cái đoạn từ Kỳ Đồng mà đi dọc ra về tới cầu Điện Biên Phủ, chỉ thế thôi mà đã 40-50 cái tiệm nhậu, chỗ nào cũng đông. Mà lắm khi mình đi ngang qua có người họ nhận ra mình là ông cha, họ chào mình, vậy có nghĩa là họ là người Công giáo, chẳng thấy ở nhà thờ hay là đi nhà thờ cho có thôi, nhưng mà nhậu nhẹt thì say sưa mê mẩn. Nên có thể họ cũng có những nỗi buồn không biết tìm quên ở đâu, thì tìm quên ở trong rượu bia. Nhưng mà một khi đã chìm vào trong cái ăn chơi chè chén say sưa, như là Chúa Giêsu nói, Chúa dùng chữ rất là hay, chè chén say sưa, có nghĩa là đã để cho bia rượu nó chiếm mình rồi, mụ mẫm rồi, không còn sáng suốt, không còn phán đoán được, không còn phân biệt được cái đúng cái sai. Thì lúc đó Chúa đến bất ngờ, làm sao mà biết, làm sao mà chuẩn bị. Đó là một cái thái độ của con người ăn chơi. Mà lại một cái nữa là lo lắng sự đời, là có những người không ăn chơi nhưng mà mải mê làm ăn, mải mê làm ăn. Nhiều khi chúng ta thấy đi xưng tội, thưa cha con bỏ lễ Chủ Nhật, hỏi sao vậy, hôm đó con có việc con phải làm ở nhà, cái nhà đó hôm đó người ta đến mua hàng nó mới nhiều, hay là công ty bắt con phải đi làm thêm bởi vì cái ngày đó cửa hàng mở ra thì bán được nhiều hàng hơn. Thế là mất lễ. Giữa hai sự chọn lựa, giữa Chúa và công việc làm, người ta cảm thấy là việc làm nó hấp dẫn hơn, bởi vì rõ ràng làm thêm vào ngày Chủ Nhật thì có thể có thêm lương gấp đôi, tiền bạc thu vào rất là nhiều. Nên cái cám dỗ của vật chất nó mạnh hơn cái lời mời gọi của tâm linh. Nên lo lắng sự đời, lo dựng vợ gả chồng, lo cưới hỏi, lo ăn uống, rồi lo dựng xây nhà xây cửa, lo mua sắm đồ đạc, lo làm sao chạy cho cái điện thoại của mình nó càng ngày nó càng tân tiến và hiện đại hơn, để mà hãnh diện với mọi người, để mà tận dụng được các cái năng lượng của nó, năng lực của nó. Đâm ra con người ta lo lắng sự đời và chè chén say sưa là như vậy. Chúa Giêsu bảo anh em, chính anh em là môn đệ của thầy thì anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề. Cái lòng mình mà nó đã bị chì kéo, giống như ở trên nói đó, nó đã cúi gằm mặt xuống đất, lè tè sát mặt đất, thì làm sao mà có thể đứng thẳng, làm sao mà có thể ngẩng cao đầu mà đón nhận Thiên Chúa được. Và cuối cùng, ngoài trừ cái mà đừng có chè chén say sưa và lo lắng sự đời đó, thì Chúa Giêsu nói đến hai cái khái niệm: tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức cũng là một cách để mà không bị dính vào tất cả những cái đam mê, những cái quyến rũ, những cái hấp dẫn của cuộc đời. Nó là cái tương quan của mình với mọi người chung quanh, cung quan của mình với của cải vật chất, với danh vọng địa vị. Nhưng còn cái thứ hai là cái cầu nguyện, là giữ làm sao cho cái tương quan của mình với Chúa. Một cái là đời sống tự nhiên và một cái là đời sống tinh thần. Nên Chúa Giêsu rất là hay, ngài anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Tỉnh thức để lòng không có bị nặng nề, lòng không có bị cuốn hút và nô lệ bởi ăn uống chè chén say sưa, không bị nô lệ bởi sự công ăn việc làm. Cố gắng kiếm tiền lời càng nhanh càng nhiều càng tốt, một vốn bốn lời. Đừng để lòng cái đó, con người mà nó không tỉnh thức thì sẽ bị cái đó nó quyến hút, nó làm cho mê mẩn, mê muội, làm cho mù lòa, mù quáng, tất cả những cái khái niệm mà chúng ta vẫn nghe nói đó. Thì bây giờ Chúa Giêsu bảo là phải tỉnh thức. Đâm ra cái tỉnh thức đây không phải là trợn mắt lên mà không có ngủ, không bao giờ biết nhắm mắt. Tỉnh thức ở đây là lòng thanh thản, không có để cho nó chi phối mình. Mình vẫn có thể ngủ một bình an. Đừng quá lo lắng đến mức mà ngủ cũng không được. Ngủ mà phải tính ngày mai phải làm cái gì, ngày mai phải đi đâu, ngày mai phải kiếm tiền ra sao. Bao nhiêu lần Chúa Giêsu nói rồi, anh em chớ lo, ngày nào đã có cái lo của ngày nấy. Nên
phải thanh thản, phải tỉnh thức là cái chỗ đó, không để cho nó làm cho mình mê muội đi. Mà cái đó là cái đầu tiên trong tương quan của mình với người khác, tương quan của mình với cuộc đời, là phải tỉnh táo, không có mê muội, không có quay quắt. Và cái tương quan thứ hai, Chúa Giêsu cảnh báo là tỉnh thức và cầu nguyện. Nếu mà tỉnh thức không thôi chưa đủ, tỉnh thức là thì nó vẫn còn có một cái chỗ trống. Sau khi đã tỉnh thức thì phải lấp đầy bằng tương quan của mình với Chúa Giêsu, đó là sự cầu nguyện. Cầu nguyện làm cho người ta nối được mình, đời của mình vào với Chúa, giống như là một cái đèn ta phải cắm điện, ta phải cắm cái phích có sợi dây, cắm nó vào cái ổ điện, nguồn điện sẽ chuyển làm cho cái đèn nó sáng. Hay là chúng tôi ngồi giải tội, chúng tôi hay hỏi ngược với cái người đi xưng tội đó, anh hay chị có điện thoại hay di động không? Họ hỏi, ủa cha muốn mượn con làm cái gì, cha muốn gọi hả? Nó không, không phải tôi mượn điện thoại tôi gọi, nhưng mà tôi muốn hỏi là anh chị có điện thoại không? Thì tôi sẽ hỏi câu thứ hai, đó là điện thoại nó xài mấy ngày thì nó hết pin. Có người thì nói 2 ngày, có người nói thì cha con nhanh lắm, con giao dịch làm việc nhiều nên 1 ngày là con hết rồi. Thế tôi hỏi là nếu mà nó hết pin rồi thì sao? Dạ thưa cha, thua, không gọi được. Nó nói vậy thì lúc đó cái điện thoại của chị trị giá bao nhiêu? Dạ thưa 30 triệu. Nó cái điện thoại của tôi là cái điện thoại Nokia, nó có 300 ngàn, một cái mấy chục triệu với một cái mấy trăm ngàn, hai cái mà hết điện đó, nó như nhau, nó tầm thường như nhau, vì nó không còn giá trị để gọi. Và nếu nó có điện thì cái của chị sẽ hơn cái của tôi, là bởi vì nó sẽ đủ chức năng, nó sẽ làm được bao nhiêu chuyện, nó chụp ảnh, nó ghi âm, ghi hình, nó xem phim, nó xem, nó làm đủ thứ chuyện, phải không? Đọc sách được ở trên đó. Trong khi cái của tôi nó chỉ có nhắn tin và gọi điện thoại, đánh thức bao giờ hết thôi. Nhưng mà khi hết pin, một khi hết pin thì chị cũng như tôi, cái điện thoại vô dụng, chỉ còn như cục đá đi ném con chó thôi. Vậy thì khi ta hết điện ta phải làm sao? Họ bảo dạ thưa phải nạp điện lại, battery phải nạp điện lại. À, nếu vậy đời của ta cũng vậy, nếu không cầu nguyện thì ta sẽ không còn nạp được cái sự sống, đón nhận được cái sự sống truyền đến của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu vào trong đời của ta. Thì lúc đó dù ta có danh vọng địa vị, ta có là tỷ phú, ta có là đại gia, ta có quyền hành đủ thứ trong tay, nhưng mà ta không còn nối được với Chúa, vô ích. Chúng ta bỗng nhiên trở thành vô dụng, bất tài, và có nguy cơ mất chính mạng sống của mình. Nhiều người cũng hiểu ra, hỏi bây giờ sao hả cha? Nói, bởi vậy lâu nay chúng ta đi lễ nhà thờ chỉ vì ta sợ tội. Ta mất lễ, ta mong mong ta đi xưng tội để cho ta được rước lễ lại. Mà ta không nghĩ rằng sâu xa hơn, đằng sau cái sợ tội đó, ta phải nói là sợ mất mạng sống của mình. Nên mình làm sao để cảm nhận được những cái phương thế để con người ta nối mình với Thiên Chúa? Nó là cầu nguyện, nó là dâng thánh lễ, nó là đọc sách thánh. Ngay như việc chúng ta đang làm là suy tôn lời Chúa, cũng là một trong những cách để mà ta được lời Chúa nhắc nhở liên tục, ta được lời Chúa như là điện năng ở trong cái ổ cắm điện mà nó truyền vào trong cái máy điện thoại của đời ta. Có nhiều cách như vậy. Cầu nguyện, đọc kinh. Đọc kinh là một hình thức dân gian đạo đức, nhưng mà nó cũng có góp phần cũng tốt lắm. Nhưng mà nếu mà đọc kinh không cũng chưa đủ, lại phải có cầu nguyện. Và cầu nguyện không cũng chưa đủ, nó phải ngợi khen, phải cảm tạ, phải tôn vinh Thiên Chúa. Đó là thánh lễ. Ta đến để nghe được tin mừng, ta đến để được rước lên mình máu thánh. Xong rồi ta ra về, ta được nạp đầy năng lượng. Ta ra đến cửa nhà thờ là bắt đầu thế gian nó tấn công ta rồi. Thế gian nó bắt đầu tìm cách để mà xói mòn ta rồi. Làm cho ta yếu đi, làm cho ta đánh mất sự sống của Chúa. Không sao, hôm sau ta lại đi lễ. Tuần sau ta lại đến với Chúa ở trong thánh lễ, ta lại được nạp mà. Nên chúng tôi khuyên bây giờ tạo ra một cái phong trào cho các bạn trẻ. Không phải đợi đến Chủ nhật mới đi, mà là đi ngày thường nữa. Bạn đi sáng cũng được, bạn đi chiều cũng được. Để mà lúc nào không phải đợi đến cái điện thoại mình nó hết pin mình mới sạc, nhưng mà nhớ ra thì sạc điện thoại. Lúc nào đời của mình nó cũng đầy ắp
đầy ắp tin mừng của Chúa, đầy ắp sự sống của Chúa. Nên Chúa Giêsu bảo anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Và cái câu sau anh chị em đọc sẽ câu đuôi cuối cùng. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Thoát được, không để cho cái những biến cố nó xảy ra nó làm mình hủy hoại mình. Rồi cái thứ hai là mình có thể đứng vững trước mặt Chúa để mà đón Chúa, để mà nói với Chúa, lạy Chúa, con giống như là đến đầy tớ ở trong nhà mà ông chủ đi xa rồi dặn dò con phải lo mọi sự. Bây giờ con đã lo được đầy đủ mọi sự đúng như là ông chủ đã muốn và ông chủ về, thì con vội vàng ra mở cửa và đón ông chủ ngay như dụ ngôn của Chúa nói. Thành ra thưa anh chị em, chúng ta thấy có ba cặp khái niệm mà Chúa Giêsu đưa ra trong ngày hôm nay. Người đời thì lo lắng hoang mang, đúng không? Ở trong đoạn đầu, người đời thì lo lắng hoang mang, còn chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta phải đứng thẳng và chúng ta phải luôn tỉnh thức. Ba cái đó, người đời thì lo lắng hoang mang, sợ mất của cải, mất danh vọng, mất địa vị, còn ta thì phải đứng thẳng và đứng thẳng lên trên, đạp lên trên cái danh vọng, cái địa vị, cái của cải, coi nó là không đáng gì cả. Và cuối cùng ta tỉnh thức, không để cho tất cả những cái đó làm mê muội ta. Cái bộ ba cái sau đó, thứ nhất, thiên hạ thì sợ đến hồn siêu phách lạc, còn mình thì ngẩng cao đầu. Và cuối cùng là cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện là cái mà thái độ tốt nhất mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có được. Để kết thúc thì tôi xin kể cho anh chị em cái lời chứng, cái chứng nhân rất là rõ ràng. Khi chúng tôi có việc đi làm mục vụ ở trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, hôm đó một cha trong dòng ở xa nói: anh Uy, anh ở ngay Sài Gòn, anh đến anh giúp giùm em cái đứa cháu, nó gọi em bằng cậu ruột đấy, nó bỏ Chúa lâu năm rồi mà bây giờ nó bị sida giai đoạn cuối rồi, ở trên trung tâm trọng điểm vừa đưa nó về rồi, không biết nó còn máu lâu nữa rồi nó chết, thì anh đến anh khuyên nó giùm em. Thế tôi đến tôi khuyên không ăn thua, anh ta lòng chai dạ đá, anh ta nằm đó mà vẫn còn mơ tưởng đến lén lén mua được xì ke, nhậu nhẹt đến thành cái kia, anh ta nằm quay mặt vào trong tường, đưa lưng ra ngoài và đuổi tôi, không nói gì, cái tay cứ cua cua này. Tôi ngồi tôi kiên trì nói thế này nói thế kia, khuyên đủ chuyện, gần 30 phút không ăn thua. Tôi đành đứng lên đi về chứ làm sao. Đứng lên đi về thì đi được mấy thước thì có một người bệnh nhân khác ở cái giường gần đó, nếu tay lại: cha ở lại gặp con một chút. Thế cha, cái thằng này nó là thằng bạn con đó, hai đứa tụi con vừa trên trung tâm trọng điểm đưa về đây, hai đứa tụi con đều bị sida, thằng này là bạn con mà nó nãy giờ nó không có nghe lời cha, cha khuyên nó mà nó không nghe, còn con là thằng không có đạo, nhưng mà nãy giờ con nghe cha khuyên nó thì con thấy thấm, cha khuyên nó thì con thấy thấm thía, thôi cha rửa tội cho con đi, lâu nay con cũng có nghĩ đến cái chuyện theo Chúa mà hời hợt lắm, hôm nay con ngồi con nghe nửa tiếng mà con biết con sắp chết rồi, không sớm thì muộn, thì thôi con cha rửa tội cho con luôn đi. Thế tôi nhìn anh mày thấy anh ta còn khỏe mạnh lắm. Cái anh chàng kia nó nằm nó còn yếu đuối hơn, chứ cái anh này mà ngồi tỉnh táo mặt mũi còn khỏe mạnh lắm. Tôi mới nói vậy à, tốt quá rồi, nhưng mà thôi anh mà muốn theo Chúa thì cũng phải học đạo, học giáo lý. Thôi được rồi, thì tôi sẽ hôm nay tôi nói chuyện với anh nghe được 30 phút rồi tốt rồi. Tôi sẽ còn vô đây mấy lần nữa, ít nhất là 5 lần nữa. Mỗi một lần tôi trình bày thêm một chút về Chúa. Rồi xong xuôi rồi tôi rửa tội cho anh. Và không, cha rửa tội cho con ngay hôm nay à. Mình nói qua nói lại anh vẫn cứ nằng nặc đòi. Cái anh y tá ở trong đó anh mới quắc quắc tôi mới chạy ra hành lang. Gặp anh y tá mới nói với tôi là: thưa cha, con là người công giáo, con đang phục vụ cái phòng này. Hai cái thằng bé này nó đưa về ngày hôm qua đến nay thì con biết tụi mà bị sida nó lạ lắm cha ơi.
thấy nó nằm gần chết vậy chứ nó chưa chết đâu. Còn cái anh này thấy nó khỏe khỏe vậy chứ có thể nó chết hồi nào không biết. Nếu mà nó xin với cha là cho nó rửa tội nữa, thì cha rửa tội luôn đi. Nó tha thiết lắm đó. Còn thấy nó tha thiết rồi, bây giờ cha cứ rửa tội. Nếu nó còn sống thì con sẽ là người giúp nó dạy cho nó thêm. Thế mình nghe vậy cũng yên tâm. Mình trở lại, mình rửa tội và mình xin anh y tá đỡ đầu cho thằng bé. Xong rồi tôi mới chào nó đi về. Nó vui vẻ lắm. Nó còn định tiễn mình xuống căng tin đãi mình uống nước nữa. Mà thôi được rồi, cha phải về. Mai cha sẽ trở lại, cha cho con một cuốn tân ước và một sâu chuỗi Đức Mẹ. Nhớ nhá, mai cha sẽ trở lại đúng chỗ này. Hôm sau tôi trở lại thì không thấy nó đâu. Chắc nó đi chơi đâu. Hỏi thăm. Cái anh y tá thì hết ca trực anh cũng nghỉ rồi. Hỏi thăm những người chung quanh, họ bảo, thưa cha, đêm qua nó chết rồi. Mình bàng hoàng. Mình bàng hoàng, đêm qua nó chết rồi. Hóa ra cái thằng bé đó là trong lúc nó vẫn còn cảm thấy khỏe mạnh, nhưng mà lòng của nó thì lại tỉnh thức, sẵn sàng đón lấy Chúa. Thế nghe mình nói chuyện cho thằng kia, vô tình nó nghe được thôi mà nó thấy thấm thía. Vậy là lòng nó tỉnh thức. Còn cái anh chàng kia là thằng có đạo mà bỏ đạo, lòng mê muội, không nghe được, dứt khoát là khoát tay. Và gần đây tôi gặp ông cha bạn rồi, tôi hỏi sao cái anh chàng đó, bây giờ nó chết rồi sao? Đâu có anh Huy, bây giờ nó còn sống mà, nó còn mới lấy vợ nữa, nó vẫn còn sống mà vẫn có HIV trong người ấy. Hỏi nó trở lại đạo không? Nó là vẫn tiếp tục ở lại trong sự u mê, mặc dù khỏe mạnh. Trong khi anh chàng kia thì nó đã tỉnh thức sẵn sàng và nó đón nhận Chúa. Cho tôi kể thêm một cái đuôi của câu chuyện. Đến Tết năm 2013, tôi được gọi lên trên trung tâm trọng điểm, tức là cái chỗ mà nuôi mấy bạn SIDA đó, bệnh viện nhân ái đó, trực Tết 29, 30, mùng 1 Tết. Bởi vì những ngày đó các cha khác bận không ai lên, lỡ mà có bệnh nhân nào nó cần sức dầu thì ông cha trực sẽ lo. Nên tôi tình nguyện lên 29, 30, mùng 1. Đêm 30 sang rạng mùng 1, tôi dâng lễ giao thừa cho các em SIDA có đạo lẫn không có đạo. Quây quần lại cũng được 30 em ở trên trung tâm trọng điểm. Thế tôi ngồi thế này thì ngồi ở một cái chòi có cái bàn đá, có 3-4 nữ tu, các chị cộng đoàn Mai Linh, rồi các em nó ngồi chung quanh, có mấy em nó ngồi sau lưng tôi nữa. Trong cái bài giảng tôi có chia sẻ lại cái câu chuyện hồi nãy đó, câu chuyện mà cái thằng bé giờ phút chót đó. Tôi hỏi nó thì mọi người bảo có thằng đó con, bạn con đó, con biết mà. Nó ủa vậy là nó rửa tội nó theo Chúa rồi hả cha? Cái thằng đó nó ở trên này nó đâu có biết Chúa là ai đâu. Còn cái thằng kia mới là thằng có đạo, nó ủa. Cái thằng có đạo nó lại không theo Chúa, không hồi về với Chúa, mà cái anh mà chưa có đạo thì nó đã rửa tội mà nó chết rồi. Cái mọi người mà có con biết thằng đó, ồ vậy là hay là thế kia vui vẻ. Đứng lên hết lễ đi về, bà nữ tu, một chị nữ tu dòng Nam Minh mới nói với tôi, cha, có một thằng bé nó ngồi ở sau lưng cha đó. Hồi đấy nó nghe cha kể chuyện về thằng Lâm đó, thì nó mới nói là thằng Lâm nó như thế thì chắc con cũng vậy. Thôi, con đang còn học giáo lý chưa xong với sơ, thì sơ nói với cha, sáng mùng 1 rửa tội cho con đi, chứ không chừng con cũng chết giống thằng Lâm vậy đó. Cái bà sơ bá mới nói với mình như vậy mà, thôi, rút kinh nghiệm rồi, tôi không có trì hoãn nữa. Mấy SIDA mà xin rửa tội là tốt quá rồi. Mà nếu mà sơ thấy nó khỏe mạnh thì sơ vẫn tiếp tục dạy giáo lý cho nó xong nhé. Vâng, sáng hôm sau, sáng mùng 1, 5 giờ sáng, chúng tôi cử hành thánh lễ buổi sáng cho cộng đoàn Mai Linh, tức là nữ tu với các nam tu sĩ, khoảng được hơn 10 người. Trong đoàn của chúng tôi đi có các em Fiat, nó đứng ra nó đỡ đầu cho thằng bé này rửa tội cho thằng bé, tên nó là Minh. Rửa tội xong vui vẻ, mọi người làm một bữa ăn sáng coi như là mừng lễ một thằng bé này nó theo Chúa, vui vẻ. Đến chiều mùng 2 là tôi lên xe tôi trở về, tôi đi Bù Đăng. Rồi đang ở Bù Đăng mùng 5 Tết thì có điện thoại của mấy sơ, thưa cha, thằng Minh nó đi rồi. Nó vui lắm, trong những ngày cuối cùng sau khi nó xin với cha cho nó được theo Chúa, nó vui lắm. Nó vẫn mạnh khỏe lắm.
Vậy mà đột ngột ngủ một đêm, sáng hôm sau nó đi, nó đi rất là bình an. Vậy thì thưa anh chị em, đấy, cái con người mà đứng thẳng và ngẩng cao đầu mà gặp gỡ được Thiên Chúa thì nó như vậy đó. Xét về mặt thế gian, bị sida, coi như là gia đình đã chối bỏ từ khước nó rồi, nó không còn cái gì nữa, nó ở trong bệnh viện nhân ái giống như ở trong một cái trại tù vậy đó. Tức là nó mất hết tất cả, nhưng mà cuối cùng nếu mà tâm hồn tỉnh táo và đón nhận được ơn của Chúa thì người ta vẫn đứng vững khi được gặp Chúa Giêsu. Còn dẫu là một con người đầy đủ mọi sự nhưng mà lòng là u mê, mắt cứ dán xuống dưới đất, lưng cứ còng xuống mà chì xuống trên cái mặt đất tội nghiệp này, con người ta không ngẩng cao đầu, không đứng thẳng được và không tỉnh thức và cầu nguyện, thì con người ta mất cái cơ hội để mà khi Chúa đến trong đời của mình, không phải đợi đến tận thế mới là Chúa đến, nhưng mà có thể trong cái chết, trong cái bệnh tật, trong cái tai nạn, trong cái rủi ro hay trong cái tuổi già của chúng ta, Chúa có thể đến cái ngày cuối cùng trong đời của mình. Mình mới nói với Chúa, lạy Chúa, con đã nghe lời Chúa dạy và con đã tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn. Con đã đứng vững trước mặt Chúa để con đón được Chúa đến trong cuộc đời chúng con. Amen.